Kính thưa quý vị, Không quân Hoa Kỳ công bố hình ảnh máy bay ném bom tàng hình thế hệ mới. Không quân Hoa Kỳ ngày 27 tháng 2 đã công bố hình ảnh đầu tiên của máy bay ném bom thế hệ mới thay thế cho máy bay B-52, loại máy mà được phát triển trong chiến tranh thế giới thứ hai. Loại máy bay mà được phát triển trong chiến tranh thế giới thứ hai. Tại hội thảo về không chiến của hiệp hội Không quân Hoa Kỳ, Bộ trưởng Không quân Hoa Kỳ Deborah Lee James đã giới thiệu hình ảnh loại máy bay mới, hiện vẫn chưa đưa vào sản xuất. Máy bay này được sơn đen toàn bộ, có hình dáng xiết sắc và được trang bị công nghệ giúp máy bay này khó bị radar phát hiện. Bà Deborah Lee James cho biết, loại máy bay mới này sẽ được gọi là B-21 cho đến khi có một cái tên mới. Trước đó, máy bay này từng được biết đến với cái tên là máy bay ném bom tấn công tầm xa. Chiếc máy bay này là hiện thân cho tương lai của lực lượng không quân Hoa Kỳ. Vì vậy, ý kiến của họ là vô cùng quan trọng trong quá trình sản xuất loại máy bay này. Hồi tháng 10 năm 2015, Lầu Năm Góc đã công bố Northrop Grumman thắng gói thầu sản xuất loại máy bay này trong chương trình kéo dài nhiều thập kỷ, với chi phí có thể lên đến hơn 100 tỷ Mỹ Kim. Không quân Hoa Kỳ muốn đặt hàng 100 máy bay B-21 dự kiến sẽ thay thế cho các máy bay ném bom B-52 và B-1 vốn được triển khai lần đầu tiên vào năm 1980.